Chú à, chú theo dõi bên cháu được bao lâu nhỉ? Tuần. Một tuần à? Một tuần đã thích rồi. Một tuần thôi à, đã thích rồi đây à? Thì trước đó là chú tham khảo nhiều chưa? Tham khảo nhiều các nơi chưa ấy? Không cần tham khảo. Không tham khảo. Tức là lên mở thấy Hoàng Long là... Lên đấy là ok. Ok luôn rồi. Chú rất là tuyệt vời. À, khi mà... Lúc chưa gọi được chị... Chưa gọi rồi đấy. Chỉ cười thôi. Chỉ cười thôi, không chỉ nói chỉ gì. Cười thôi, không nói gì. Thích lắm rồi. Không nghĩ là chưa lên lên đâu. Bây giờ chú đặt cọc luôn thì lát nữa xe của anh Mr. Khoa về sẽ lên đường lắp đặt cái bộ dàn này. Cái này đúng giá đấy ạ. Đúng giá 10 triệu rưỡi. Chào các bác nhá, trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em chúng em lại tiếp tục đi hai dàn xuống dưới Hải Dương. Và xe của anh kỹ sư âm thanh Tuấn Hùng vừa mới đi Bắc Linh với Bắc Giang về. Bây giờ là sẽ đi tiếp tục xuống dưới Hải Dương để lắp bộ xe 99 này. Với một bộ của anh Dũng cũng ở Hải Dương luôn, đó là bộ 1204 đấy. Hai bộ thì bây giờ anh em cho em lại tiếp tục setup cho lên xe và lên đường xuống dưới Hải Dương. Vừa nãy thì có xe Mazda của anh Mr. Khoa đã xuống dưới Mê Linh. Và sáng hôm nay thì có xe bán tải đi lắp 3 bộ. Đấy, trong ngày Chủ nhật thì các bác được nghỉ làm thì anh em cho em đã tranh thủ đi lắp hết cho các bác những cái bộ dàn âm thanh. Đấy. Anh Hùng hôm nay đi 4 bộ thì anh cảm nhận như nào nhỉ? Vẫn ít. Vẫn ít à? Chủ nhật đừng nghỉ là phải phục vụ để... nhiệt tình. Rồi. Đấy, các bác và anh em mà đang muốn là kỹ sư âm thanh Tuấn Hùng đi lắp thì có thể liên hệ ngay ở bên em qua hai số online trên màn hình nhá, để anh có thể đi lắp nhiều hơn những cái bộ dàn âm thanh cho các bác. Được đi lắp đặt cho các bác là niềm đam mê cũng như là sự rất là hạnh phúc đúng không anh? Được phục vụ các bác rất là tuyệt vời đúng không? Phục vụ các bác là niềm hạnh phúc của em. Đấy. Và địa chỉ là ở 107 phố Trường Lâm Long Biên nhé các bác. Các bác và anh em cần tìm thì cũng tìm rất là dễ thôi. Cách bệnh viện Đức Giang hàng độ khoảng 50 mét. Đó.